Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bình đựng nước rửa kính của Honda HR-V 2015 đến 2019. Với cái bộ sản phẩm này nó sẽ có một bình, một ống ra. Đây ạ, nó chính xác nó sẽ như thế này. Nhưng mà để tiện trong quá trình đóng gói thì người ta sẽ tách hai cái chi tiết này ra cho nó tiện hơn. Sản phẩm thì được sản xuất 100% nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái đầu lắp để chúng ta sẽ đổ nước rửa kính vào đây ạ. Đây, đây là cái phần đai để chúng ta bắt vào trên chỗ khung khoang máy này. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.